Tôi với ông cứ thống nhất tinh thần thế này. Dù bọn trẻ nó có thế nào đi chăng nữa thì tình bạn giữa tôi với ông vẫn không thay đổi. Ôi, bọn trẻ bây giờ nó thế, cứ để kệ cha nó, cho nó va đập cho cuộc đời dạy chúng nó. Còn tôi với ông ấy không để bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng, ông thấy không? Ông dùng thử tác phẩm con gái ông làm đi, bà nhà tôi dạy nó làm đấy. Con Thư nhà tôi làm ấy. Vâng. Ôi giời, bất ngờ quá. Tôi tưởng về đây nó làm loạn nhà ông lên đấy chứ. Loạn thì có loạn một tí, nhưng mà vui. Đúng là con bé nó chẳng biết làm cái gì cả, nhưng mà nó chăm chỉ, vui tính. Nhà tôi dạy cái gì nó cũng làm. Có lần thằng Vũ nó mới bảo là con gái con nứa mà chả biết làm cái gì cả. Ông biết nó trả lời thế nào không? Sao không? Nó bảo là lấy chồng là lấy cả Giang Sơn nhà chồng. À, mà khi đã về Giang Sơn nhà chồng là bao giờ phải học lại từ đầu hết. Thế cho nên là không biết cái gì học cho nó dễ. Đào tạo từ đầu bao giờ cũng nhanh hơn là đào tạo lại. Sư đó nó nói thế. Nhưng mà tôi nói đùa thế thôi. Chứ thực ra là có bà bạn, bà ấy mách cho, bà hái mang đến, bảo dùng thử xem. Vâng, tôi sẽ bảo bà nội nó làm ngay cho nó. Nhưng mà này, tôi là hơi thắc mắc cái bà bạn của ông ấy nhé. Có lẽ trong cuộc đời này chả có ai như tôi với ông. Trong khi con cái nó ra tòa thì hai ông già lại ngồi đây uống bia. Thú thật là chả bao giờ nghĩ rằng tôi với ông lại có những lúc ngồi uống ly bia cay đắng như thế này. Thú thật với anh, khi con mình nó lâm vào đường cùng, tôi xót lắm. Mà tôi không hiểu tại sao chúng nó lại cái phải kiên quyết bỏ nhau trong thời điểm này. Cái thời điểm mà thằng Vũ nó rất cần có điểm tựa. Nó là một thằng tự trọng. Nhưng chúng nó sống với nhau, chúng nó cũng có tình cảm. Nhưng khi bây giờ nó mất hết rồi, nó không có tư cách gì để níu giữ con Thư lại.